Xin chào tất cả các audio file. Như thường lệ, Hải Sơn sẽ là người dẫn chương trình để giới thiệu các phối ghép hay của Thiên Hà Audio. Hôm nay sẽ là một phối ghép có thể gọi là rất là ưng ý, rất hoàn chỉnh đến từ thương hiệu Focal kết hợp với thương hiệu Prima Luna. Cụ thể ở đây sẽ là loa Focal dòng Area 948 màu Neuer. Đây là đôi loa lớn nhất của dòng Series 9 Area. Và ghép với cái chiếc âm ly là Evolution Evo 400, cũng là chiếc âm ly tích hợp cao nhất của Prima Luna. Vậy chúng ta sẽ xem sự kết hợp này ra sao. Bây giờ mình xin giới thiệu về đôi loa này trước. Đây, Hải Sơn đang đứng cạnh đôi loa này. Thì các bác có thể thấy rằng là đây là một đôi loa trông nó khá đồ sộ. Nó có chiều cao là 115cm. Các cái bề rộng, chiều sâu nó cũng tương đối. Tức là đây là một đôi loa có thể gọi là khá lớn. Và cái chiều cao 115cm này có thể gọi là một chiều cao rất là lý tưởng để cho chúng ta bảy biện, cũng như là khi chúng ta ngồi nghe nhạc thì cái loa tép này nó sẽ ở trên cái tầm tai một tí, tức là loa tép thì nên ở ngang hoặc là trên cái tầm tai một tí thì nghe nó sẽ hay hơn. Và nó sử dụng một cái cấu hình lên tới là hai cái loa trầm đường kính 21cm. Thực sự thì bây giờ xu thế của bây giờ họ không làm cái loa trầm có đường kính quá lớn, mà họ sẽ sử dụng nhiều loa trầm có đường kính trung bình để ghép nó vào với nhau. Vì thế thì cái loa trông nó không bị quá to về bề ngang, nó dễ kê đặt hơn, mà hiệu quả tiếng trầm thì vẫn đạt được như vậy. Đây họ sử dụng là hai cái loa trầm đường kính là lên tới 21cm, có thể gọi là lớn đối với tiêu chuẩn của loa thời kỳ bây giờ. Sử dụng một cái loa trung âm cũng là dùng cái vật liệu là sợi lanh, nó có đường kính đây là 165mm, 16,5cm đấy. Và cái màng loa này là được dệt bằng cái sợi lanh của nước Pháp. Và cái loa này cũng được sản xuất tại Pháp luôn. Và những cái củ loa này cũng là Focal tự nghiên cứu và sản xuất, chứ họ không đặt hàng một cái đơn vị nào cả. Thậm chí là Focal còn cung cấp những cái củ loa cho những cái hãng loa khác. Và họ sử dụng cái cấu hình là loa tép sử dụng là màng nhôm đấy, maze, sự kết hợp giữa vật liệu là maze và nhôm. Và đây là một cái tép gọi là cầu lõm. Nó thay vì là nó phồng ra bên ngoài thì đây là nó lõm vào phía bên trong. Và họ cũng sử dụng thêm những cái này có gần như một cái tác dụng của một cái bộ khuếch tán âm thanh. Và bên trong cái loa tép này nó có một cái bộ có thể gọi là giảm sóc, giảm chấn. Thì đây là một cái cấu hình mà hãng đặt ra làm sao để có thể đem lại được cái hiệu quả cao nhất khi cái tiếng tép này nó phát âm lượng lớn, thì nó sẽ ít bị rung động và bị méo tiếng, và cũng như là để gia tăng được cái góc tỏa âm với cái thiết kế nó tép lõm ngược vào phía bên trong. Cái hãng này cũng hay làm dạng loa tép lõm vào phía bên trong, kể cả những model cao hơn họ cũng làm như vậy. Thì có thể thấy rằng là cái cấu hình 3 đường tiếng này với hai loa trầm này, một loa trung âm này, và cái cách mà họ sử dụng một cái thùng loa lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đây là một đôi loa có thể cho ra được một cái tiếng trầm tương đối sâu và dày dặn. Thì cụ thể là cái tần số trầm thấp nhất mà loa này xuống được ở mức suy ao 3 dB sẽ là tần số là 37 Hz. Và giải tần cao lên được tới là 28.000 Hz. Tức là cái loa này có một cái giải tần hoạt động rất là rộng. Và trong cái điều kiện phòng cộng hưởng lý tưởng thì đương nhiên nó hoàn toàn có thể xuống được tới khoảng 31-32 Hz ở mức suy ao 6 dB. Cái này là theo hãng công bố. Và họ sử dụng lên tới là hai cái phần thoát hơi. Một phần thoát hơi ra phía hàng trước, một phần là một cái lỗ mà nó sẽ úp xuống phía dưới và nó đánh vào cái chân này và nó tản ra xung quanh. Không dùng lỗ thoát hơi ở phía đằng sau. Vì vậy thì kê đặt thì cũng không có gì quá phức tạp cả. Nhưng mà chúng ta cũng nên để cách tường sau ra một chút để có một cái không gian để cho cái loa này nó thở. Vì những cái loa mà nó trang bị nhiều củ loa, và nhất là những cái củ loa lớn ấy, khi bật nhạc lớn thì nó cần phải có một cái thể tích không khí xung quanh để cho cái loa này nó gọi là nó thở ấy, để nó có thể phát huy được cái sức mạnh trình diễn của mình. Nói tiếp về hình thức một chút thì cái loa này nó hoàn thiện, trông rất là cao cấp. Với cái mặt trước này họ bọc cái lớp da, trông rất là sang trọng, cả trước cả sau luôn, sờ rất là sướng tay. Ngoài ra ở phía trên họ sử dụng một cái tấm kính, một cái nóc kính trông rất là đẹp, kính cường lực màu đen, trông rất là sang trọng. Đây, cái tem có dòng chữ là sản xuất tại Pháp. Và họ còn cho chúng ta thấy là đây là cái ảnh ở phía bên trong nhà máy. Một đôi loa hoàn toàn được sản xuất tại Pháp, có giá tham khảo là 104.120.000. Đôi loa cao nhất trong series 900 Area 948 màu Neuer. Thì trên
cái dòng loa này nó còn có những cái dòng loa khác như soprano hoặc là những cái dòng loa còn cao cấp hơn nữa, nó có rất là nhiều dòng loa vẫn còn cao hơn. Thì đây là một cái dòng có thể gọi là gần như là cao cấp nhất trong phân hạng hi-fi của hãng này. Tuy vậy âm thanh của nó vẫn rất là tinh tế và rất hay. Đôi loa này lại không phải là một đôi loa quá là khó kéo. Nó có thông số như sau, có cái trở kháng là 8 ohm, nghe vẻ là ok rồi đúng không? Nó có cái độ nhạy 92 dB. Như vậy là theo cái thông số đó, nó không cần phải một âm ly gọi là quá công suất là quá lớn, nhưng mà chúng ta nên đưa cho nó những cái mức công suất chất lượng. Cụ thể là chúng ta nên đưa cho nó một cái mức công suất, nếu dùng âm ly bán dẫn thì nên từ 100W đổ lên. Còn nếu dùng âm ly đèn thì chỉ cần theo mình là khoảng 40W cho công suất đèn push-pull là đã có thể đánh rất là hay đôi loa này rồi. Và cái cấu hình ghép ngày hôm nay còn hơn như thế. Sử dụng âm ly đèn Prima Luna Evolution Evo 400. Âm ly này chạy mạch push-pull đẩy kéo mà có công suất lên tới là 70W. Cho đường 8 ohm, tức là đây là một mức công suất có thể gọi là rất là mạnh đối với một chiếc âm ly đèn. Đèn thì như thế là mạnh rồi. Nếu mà để cho quý vị các bạn có thể hiểu được quy ra bán dẫn ấy, thì 70W của chiếc âm ly này 8 ohm chạy mạch push-pull dùng bóng L34 này, 8 bóng này, thì theo như Hải Sơn, một cái cách so sánh ước chừng thôi, nó mạnh tương đương như là một cái chiếc âm ly bán dẫn chạy mạch Class AB có công suất vào khoảng 200 cho đến 250W gì đó. Nó sẽ mạnh có thể quy được vào cái quãng đó. Và chúng ta sẽ có được một cái chất âm mà nó biến hóa hơn so với một chiếc âm ly bán dẫn bình thường. Biến hóa ở đây là chúng ta có thể thay các cái bóng đèn này bằng các cái bóng khác, bóng chất lượng cao hơn. Cái chiếc âm ly đèn này, theo như hãng công bố, nó tương thích được với 12 loại bóng khác nhau. Và nếu như các bác muốn tăng công suất, rất hay, âm ly đèn nó thú vị ở điểm đó. Chúng ta thay cái bóng L34 bằng cái bóng KT88, KT120 và KT150 vào, thì công suất nó có thể tăng lên tới gần như gấp đôi. Nếu mà thay vào như thế thì còn có thể đánh được những cái loa khó kéo nữa cơ. Nhưng mà bóng L34 nó cũng có những cái đặc điểm mà người ta yêu thích, đó chính là nó thiên về tái tạo cái giọng hát, nên giọng hát nghe rất là dễ nghe, nó mượt, nó êm. Ngoài ra cái đặc điểm thú vị nữa của cái dòng đầu bảng Evo 400 là chúng ta có thể chuyển đổi giữa hai cái hình thức là triode là ba cực và ultralinear là siêu tuyến tính. Đây nhá, mình ấn này. Đấy, các bác thấy nó chuyển cái phần đèn này màu đỏ không? Đèn đỏ là UL là ultralinear là siêu tuyến tính. Thì khi chúng ta để chế độ siêu tuyến tính ấy, thì công suất nó sẽ đạt là 70W nhân 2 ở trở kháng 8 ohm. Còn nếu ấn triode này, nó sang đèn màu xanh này, thì nó sẽ đạt là 38W cho cái trở kháng 8 ohm. Thì 38 thì nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà thực tế là mình nghe cũng không cảm thấy yếu hơn nhiều, nhưng mà cái chất âm nó sẽ khác. Khi các bác chơi bằng cái mạch triode thì các bác sẽ nghe thấy cái tiếng nó có vẻ là êm, nó dịu dàng, nó mượt mà hơn. Thì nghe buổi đêm thì theo mình là không bật âm lượng lớn quá thì các bác nên nghe chế độ triode. Còn nếu muốn nghe hoành tráng, nghe ban ngày, nghe âm lượng lớn một chút, nghe giao hưởng, nghe những cái tiết tấu nó nhanh thì để ultralinear nghe cho nó căng. Thì cái âm ly này nó còn có một cái chế độ rất là hay, đó là Adaptive Auto Bias. Tức là các bác có thể thay thế các loại bóng thoải mái tùy thích và dùng mà không cần phải nghĩ gì, vì nó sẽ luôn tự điều chỉnh làm sao cho cái bóng này nó hoạt động hiệu quả nhất ở trên cái âm ly này. Nói thế cho nó dễ. Và tất cả những cái biến thế nguồn này, mọi thứ cũng là hãng custom làm rất là chất lượng để có thể phát huy được cái tối đa cái hiệu suất của cái dàn bóng này. Đây là một sự lựa chọn rất là hay. Cái âm ly đèn này nó đánh được rất là nhiều loa. Nó có thể đánh được những cái loa còn cao cấp hơn cái loa Focal Aria 948. Vì vậy theo mình, cái chiếc âm ly đèn này nó có giá là 117.500.000. Nó có thể gọi là khai thác gần như là tối đa cái loa này rồi. Theo mình nó có thể khai thác đến 90-95% chất lượng của âm thanh của cái loa này. Tức là nếu mà các bác muốn âm thanh hay nữa thì có thể ghép những cái âm ly nó đắt tiền hơn nữa chẳng hạn. Nhưng mà theo mình là khi đến một cái quãng nào đó thì có tăng tiền âm ly thêm nhiều nữa thì hiệu quả âm thanh nó không tăng theo cái mức giá như vậy. Cho nên chúng ta có thể dừng ở chiếc âm ly Evo 400 để gần như là khai thác trọn vẹn hết cái đôi loa này rồi. Và bây giờ thì mình xin nhường sự trình diễn lại cho hệ thống này. Thank you.
nay nhìn trăng ngoài hiên, em thương nhà thương mẹ cha. Đêm khuya chạnh lòng em thao thức, lạ giường em ngủ làm sao. Hôm qua còn bên mẹ cha, hôm nay theo chồng xứ xa. Ai say rượu nồng bên men mới, lạ giường em biết làm sao. Thank you.
Mon ami ma romance, mon petit, mon chéri, mon amour et ma chance, le gardien de mes prairies, mon bonheur et ma vie. Mon ami, ma romance. Oh, oh, oh. Có thể gọi là lâu rồi thì Hải Sơn mới nghe loa Focal Area 948 nghe hay đến như vậy. Thực tế có rất là nhiều cái âm thanh sẽ không được thể hiện hết khi quý vị các bạn nghe qua YouTube. Thì cách tốt nhất vẫn luôn là phải đến tận nơi showroom để có thể nghe thử. Và nếu như các bạn thấy rằng là cái phối ghép này còn cần điều chỉnh thêm điều gì, hoặc là sử dụng một cái đôi loa nào đó muốn hỏi về phối ghép, thì hãy comment ngay bên dưới, thì admin của Thiên Nào Audio sẽ vào trả lời cho quý vị các bạn. Và nếu thấy clip hay thì hãy like, subscribe kênh YouTube của Thiên Nào Audio để luôn được đón xem về những sản phẩm âm thanh, những bộ phối ghép hợp, hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.